là khi mà chết rồi á, cái mộ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa như con chó hoang, Mỹ nó coi như con chó, nó bỏ những cái mộ đó không ai quan tâm. Khi mà những người mà lính Việt Nam Cộng Hòa đúng không, đu càng vượt biển đi qua Mỹ, thì khi mà họ chết thì cũng như là cái con chó lưu vong, cũng như ông cụ đại quý Việt Nam Cộng Hòa, như ông cụ lính đại quý Việt Nam Cộng Hòa, như ông cụ đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa chết vì con corona. Mà phải sao, thiêu thiêu mà còn phải là có tiền mới lấy được cái tro cốt về vợ con thời, còn không có thì làm sao, nó giục bỏ luôn đấy. Cái tính nhân văn và nhân đạo của cái bọn ba que đó, xong đòi cái gì, quyền con người cho những người biệt kích Việt Nam Cộng Hòa đi. Bây giờ nói đi rồi nói lại, tại sao những anh hùng liệt sĩ hy sinh cho đất nước này, hy sinh cho tổ quốc, thì được đồng đội đồng chí và tổ quốc và đảng nhà nước chăm lo những cái mồ mả của anh hùng liệt sĩ đó, chôn cất tận nơi. Rồi sao, rồi những anh hùng liệt sĩ đó chết, miễn không có vợ có con thì sao, những anh hùng liệt sĩ đó thì để sao cho em của anh hùng thờ, thì em anh hùng đó lãnh lương được mỗi tháng. Rồi, mẹ của người anh hùng liệt sĩ đó được hưởng lương, người liệt sĩ đó được hưởng lương. Tại sao những người Việt Nam Cộng Hòa từng cống hiến cho nước Mỹ, đúng không, từng làm lính tay sai cho nước Mỹ, mà khi họ chết rồi á, mộ họ bị hoang tàn, chả bao giờ ai để ý ha, như cái mộ quen nhục không? Tại sao không đòi đó đi, tại sao không không đòi cho quyền con người cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa tay sai đó đi? Những cái người mà tay sai lính Việt Nam Cộng Hòa đó, đúng không, làm lính đánh thuê cho Mỹ, khi mà họ chết rồi, họ bị thương tật rồi đó, tại sao không đòi quyền đó lại cho mình làm đánh thuê cho nó, tại sao không đòi? Khi họ chết, những cái mộ đó có thằng Mỹ nào nó gửi tiền vô để mà xây cất không, nó có vinh danh không? Không, không có vinh danh. Có xây cất không? Cũng không luôn. Mồ siêu mã lạng, chẳng ai thăm nom, chẳng ai nhìn ngó. Đấy là cái tội phản bội tổ quốc. Đến khi mà tưởng đâu đi qua Mỹ á, được Mỹ nó tôn trọng, dốt cuộc Mỹ đâu tôn trọng đâu. Ở trong nước này chết rồi đúng không, đó về xa cái đất nước của nó đi 30 tiếng mới tới đất nước của nó, cho nó không để ý không nói đi. Những người mà như ông như mà cụ đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại bang Cali tại nước Mỹ, tại sao không được người Mỹ nhìn ngó, coi như một con chó? Cái ông cụ biệt kích Việt Nam, ông cụ đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, cái người Mỹ, chính phủ Mỹ coi như con chó, không coi như con chó sao được? Phải tôn trọng thì những người mà đại cụ đại quý Việt Nam Cộng Hòa này á, đúng không, cụ đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa này á, coi ông ta là một con người thì ông ta chết thì họ sao, họ sẽ đốt để vô cái tro cốt đàng hoàng, và sao kêu quân đội đưa tiễn, đưa làm là lễ tang cho ông đàng hoàng. Cái này đâu có, đâu đâu có làm lễ tang đâu. Chính phủ Mỹ coi những người Việt lính Việt Nam Cộng Hòa như cái ông đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa chết Covid-19 như thua một cái con súc vật, xấu hổ không? Xin chào anh Chu Phan, chào lại tất cả anh chị em, chào anh Long Thủy. Xấu hổ không? Cái vụ ông biệt kích Việt Nam Cộng Hòa hổm gài, không thấy tụi ba que nói gì cháu trội, mấy trang nhóm của tụi nó là tịch hết. Làm sao dám nói? Làm sao dám nói? Cái nghĩa trang ở Bình An, ở Bình Dương á, Dĩ An Bình Dương á, bao nhiêu mồ mả, bao nhiêu mồ mả ai chăm sóc? Những người Việt Nam của chúng ta nhân đạo chăm sóc những cái mồ mả của những người Việt Nam Cộng Hòa đó, chính ai? Chính ông Nguyễn Thanh Sơn,
Ông lên clip ông nói đó, những người Việt Nam chúng ta nhân đạo, chính người những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ là gì? Họ có lỗi. Họ là người Việt chúng ta, họ có lỗi với nhân dân ta. Họ đem nước Mỹ, họ đem cái giặc ngoại bang về để giết hại đồng bào ta. Khi mà họ đã bị thua trận, họ chạy theo người Mỹ, những người mà chết còn lại chôn tại Dĩ An Bình Dương đó. Tại sao? Người Việt chúng ta không còn hận thù nữa. Chúng ta không còn hận thù nữa, lấy cái lòng nhân đạo để mà chăm sóc mồ mả họ cho đàng hoàng một tí. Đấy. Còn những người mà gọi là chống cộng cực đoan ở Bô Sa Cali, họ có gửi 1.000 một cách nào để về chăm sóc mộ của đồng chí đồng đội của họ không? Không. Không bao giờ có cái chuyện là cái bọn mà ở tiểu bang Cali đó, cái bọn mà những người mà Việt Nam Cộng Hòa qua bên Cali đó, không bao giờ gửi một xu 1.000 một cách. Để sao? Để chăm sóc những cái mộ của những người đồng chí đồng đội của họ còn đang sống ở tại tại Dĩ An Bình Dương đó. Bình An mà những cái mộ của Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại đó. Đấy, giờ cụ đại quý Việt Nam Cộng Hòa, cái người cụ đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa đã chết vì con cu đâu nè. Mà vì họ không có tiền, vợ họ còn sống không có tiền để lấy cho cô, không có thấy mà con cái mặt con Trang Lê ha, thằng Bê Nê Trương ha, thằng Tăng Thái ha, là những cái đứa mà chống cộng ở hải ngoại cầm cái vẻ vàng đó lên mà nói về cái vụ này hết. Cái nhân đạo ở đâu? Cái nhân đạo ở đâu? Nước Mỹ nhân đạo hả? Có nhân đạo không? Không. Làm gì có nhân đạo? Thấy tội không anh chị? Anh chị thấy tội không? Một người cụ đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa chết vì Covid-19. Mà khi mà đi thiêu xác á, thì vợ ông ta không có tiền để mà đóng tiền vô để mà cái nhà thì nhà thiêu đó, để lấy cái tro cốt ông ta về để mà thờ. Vậy mà cái đám ba que phản động, cái đám lưu vong ở hải ngoại, nó không nói gì tới luôn, nó không kêu gọi luôn. Sao tại sao lúc này mà không khuyên góp tiền lại, thay vì khuyên góp tiền để mà chống phá cho đảng nhà nước trong nước, đúng không? Khuyên góp tiền lại cho cái một người vợ cụ đại quý biệt kích Việt Nam Cộng Hòa đó, đưa cho người vợ đó để làm chi? Để nhận cái tro cốt ông ta về thờ. Xin lỗi ông đại quý cụ Việt, đại quý mà biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, ông chết rồi tôi không muốn có lôi cái hận thù quá khứ, cái người chết tôi không muốn nhắc lại quá khứ, mà cái này tôi lấy để tôi nói với cái bọn phản động lưu vong, cái bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Tôi biết ông là cụ đại quý Việt Nam Cộng Hòa, cái người biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, trước khi ông chết 1-2 năm nay gần đây á, thì tôi nghĩ ông cũng là sao, tôi nghĩ ông cũng đã quay đầu rồi, ông cũng biết ăn năn hối lỗi rồi. Nhưng mà sao? Tại vì sống đi qua Mỹ, ông nghe một cái bánh vẽ là ở Mỹ là thiên đường, cho nên ông qua đó. Ông lỡ ông nghèo rồi, ông ngậm đắng nuốt cay, ngậm bùa hòn làm ngọt, cho nên là sao? Ông không dám nói ra. Đến giờ này sao? Ông chết vì Covid-19. Thì ông nhận lại một cái hậu quả. Ông nhận lại một cái hậu quả là ông phản bội tổ quốc, ông phản bội đất nước mẹ, ông rước giặc về giày xéo giết hại đồng bào nhân dân trong nước. Cho nên hôm nay ông nhận lại một cái hậu quả là ông, khi mà ông chết, ông chết không có tiền để mà nhận cho cốt ông về để vợ con ông thờ ông, là cái lỗi đó lỗi gì ông? Cái lỗi đó là lỗi gì ông? Không, ông đã quý, cái lỗi đó là cái lỗi ông phản bội tổ quốc, phản bội quê hương, phản bội đồng bào, rước giặc về để mà giày xéo quê hương đó.
Còn nhân dân trong nước, còn nhân dân trong nước sao? Chị cho gì? Chị cho người quốc tịch Anh, chị cho người quốc tịch Mỹ, chị cho người quốc tịch Pháp. Rước dân, rước khúc ruột ngàn dặm của bác Nguyễn Xuân Phúc về, ông đi rước khúc ruột ngàn khúc, vừa khúc ruột mà gì bác gọi là gì, kiều bào là khúc ruột ngàn dặm, đúng rồi. Bác Nguyễn Xuân Phúc đi rước khúc ruột ngàn dặm của ông đi về từ một chuyến máy bay 300-400 người hết nước này đến nước nọ để về, để sao? Để đùm bọc những người dân khúc ruột của ngàn dặm của ông bác Nguyễn Xuân Phúc. Đấy, đất nước Việt Nam là thế đấy. Người Việt Nam bao dung là đánh đổi là những người quốc tịch Mỹ, quốc tịch Anh, quốc tịch Đức, quốc tịch Pháp, quốc tịch Italy đến Việt Nam trị bệnh không tốn tiền, miễn phí. Đấy, con người và đất nước Việt Nam nhân đạo như vậy đó. Đừng có nghĩ tôi là đi qua tới nước hải ngoại, nước châu Âu rồi. Tôi đến là nước châu Âu là tôi không còn đen đúa quê mùa như ở Việt Nam nữa. Tôi chụp là tôi là một là bà hoàng, tôi chụp một cái cảnh đẹp vậy thôi. Nhưng mà sau đó là sao? Bốn mấy năm chẳng đứa nào có nhà ở đàng hoàng, tốt, tử tế đàng hoàng hết, toàn là ở nhà thuê nhà góp. Không có tiền ở nhà thuê nhà góp thì ở homeless, ở đầu đường xó chợ.